Ngoài trời bắt đầu có nắng yếu đang xen với mây. Chính nhờ những luồng gió đông bắc dồn xuống nên thời tiết Nam Bộ hôm nay sẽ khá đẹp. Ban ngày không mưa, trời nắng nhưng cường độ nắng không mạnh, không khí lại thoáng đãng. Nhiệt độ cao nhất dao động 29 đến 32 độ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, từ giờ đến trưa chiều, nhiệt độ sẽ tăng lên mức 32 độ. Không khí dễ chịu nhưng chỉ số UV ở mức 8, mức có hại cho da và mắt. Về tối không khí càng mát mẻ, nhiệt độ lúc 22 giờ còn 25 độ.